Câu 1, bạn có đoán ra đây là hiện tượng tự nhiên nguy hiểm nào không? Đó chính là sóng thần. Đây là một hiện tượng tự nhiên cực kỳ nguy hiểm. Sóng thần di chuyển rất nhanh, vận tốc có thể lên đến 900 km/h. Những đợt sóng thần cao hàng chục mét có thể nhấn chìm mọi thứ nó đi qua. Câu 2, còn hiện tượng tự nhiên hiếm gặp này tên gì? Bạn có đoán ra không? Đó chính là cầu vòng trăng. Đây là một hiện tượng hiếm gặp trong tự nhiên và rất khó quan sát. Do ánh sáng của mặt trăng yếu hơn mặt trời nên khi nhìn bằng mắt thường, chúng ta thấy màu sắc của nó rất mờ nhạt, không như cầu vòng thường. Câu 3, đố bạn biết đây là hiện tượng tự nhiên nào đó? Đó chính là vòi rồng hay còn gọi là lốc xoáy. Đây là một hiện tượng đáng sợ và cực kỳ nguy hiểm bởi sức tàn phá khủng khiếp của nó. Những nơi vòi rồng đi qua đều để lại những thiệt hại nặng nề về tài sản và con người. Câu 4, đây là một hiện tượng tự nhiên cực kỳ hiếm trên trái đất. Bạn có đoán ra nó tên gì không? Đó chính là sét núi lửa. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho hiện tượng này, nhưng có giả thuyết cho rằng hiện tượng này xảy ra khi cho các mảnh đá và hạt băng trong núi lửa va chạm với nhau và tạo ra đủ điện tích tỉnh để hình thành các sét bên trong miệng núi lửa. Câu 5, còn đây là một hiện tượng thiên nhiên thú vị. Bạn có đoán ra đó là gì không? Mặt trời ảo là hiện tượng 2, 3 hay nhiều mặt trời xuất hiện cùng một lúc nhưng chỉ có một mặt trời thật và là mặt trời sáng nhất. Đây là hiện tượng thiên văn hiếm, thường xảy ra lúc mặt trời ở gần đường chân trời. Câu 6, những hình ảnh trên đang nói đến hiện tượng tự nhiên nào? Mưa đá được xếp vào những hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Những cơn mưa đá thường kèm theo gió rất lớn. Ngoài gió lớn thì những hòn đá cũng có thể gây ra đổ nhà, tàn phá cây cối, hoa màu, thậm chí có thể gây chết người. Câu 7, hiện tượng tự nhiên này hầu như năm nào nước ta cũng phải hứng chịu. Bạn có đoán ra đó là hiện tượng gì không? Đó chính là bao ngã bão. Đây là một hiện tượng tự nhiên đặc biệt nguy hiểm, thường xuất hiện ở các vùng biển nhiệt đới kèm theo gió mạnh và mưa lớn. Câu 8, đây là hiện tượng thiên nhiên hiếm và rất đáng sợ. Bạn có biết nó tên gì không? Lốc xoáy lửa hay còn gọi là vòi rồng lửa. Các vòi rồng lửa có nhiệt độ rất cao lên đến 1000 độ C, vì vậy nó sẽ thiêu rụi bất cứ thứ gì trên đường mà nó đi qua. Câu 9, đây là một hiện tượng tự nhiên thường xuất hiện ở các sa mạc. Đó chính là bão cát. Đây là hiện tượng tự nhiên rất nguy hiểm và có khả năng gây thiệt hại về người lẫn tài sản. Câu 10, còn đây là hiện tượng tự nhiên gì? Bạn có đoán ra nó không? Siêu trăng máu là một hiện tượng thiên văn thú vị và hiếm gặp. Nó là sự kết hợp giữa siêu trăng và nguyệt thực toàn phần. Câu 11, đây là một hiện tượng thiên nhiên thú vị và rất hiếm có, nhưng đã xuất hiện ở Việt Nam chúng ta. Đó là hiện tượng gì? Bạn nào đoán ra đây là hiện tượng gì và xuất hiện ở tỉnh thành nào nước ta thì hãy ghi đáp án của mình ở một bình luận bên dưới nhé. Những hình ảnh trên đang nói đến hiện tượng tự nhiên nào?
đó chính là nhật thực. Trung bình 18 tháng thì nhật thực sẽ xuất hiện một lần ở vị trí ngẫu nhiên trên trái đất, còn ở một điểm cố định trên trái đất thì phải mất gần 400 năm nhật thực mới xuất hiện lại. Câu 13, đố bạn có thể đoán ra đây là hiện tượng thiên nhiên nào đó? Động đất có thể gây ra những hiện tượng nứt vỡ, làm sụp đổ các công trình, gây sạt lở. Những trận động đất lớn nhất thường xảy ra ở dưới lòng đại dương. Câu 14, hiện tượng tự nhiên nguy hiểm này nó tên gì? Đó chính là cháy rừng. Đây là một hiện tượng tự nhiên cực kỳ nguy hiểm. Nó trực tiếp giết chết nhiều loài động vật và thực vật, gây mất cân bằng hệ sinh thái. Ngoài ra nó cũng góp phần làm tăng thêm khí thải nhà kính, làm cho khí hậu trái đất bị biến đổi nặng nề hơn.